trân trọng gửi đến quý vị và các bạn diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Vòng vây Điện Biên Phủ phát hiện lực lượng lớn của quân đội nhân dân Việt Nam đang tiến về lòng trào Điện Biên, Đờ Cát Tơ Ri liên tục tung lực lượng giải tỏa các ngọn đồi. Theo nhà báo Bernard phone thì từ ngày 6 tháng 12 năm 1953 đến 13 tháng 3 năm 1954, Đờ Cát Tơ Ri đã huy động một nửa lực lượng của tập đoàn cứ điểm vào những cuộc hành binh giải tỏa theo những bản kê mới nhất từ Điện Biên Phủ gửi về, thiệt hại của binh đoàn đồn trú từ 20 tháng 11 đến 15 tháng 2 đã lên tổng số 32 sĩ quan, 96 hạ sĩ quan và 836 binh lính, tương đương với 10% số sĩ quan và hạ sĩ quan và 8% binh lính ở thung lũng. Nói cách khác, số tổn thất của người Pháp tương đương với một tiểu đoàn bộ binh, nhưng số sĩ quan là của hai tiểu đoàn. Trong tổng số này còn chưa tính đến số thiệt hại của các đơn vị trong cuộc hành binh Polack. Navarri đã viết trong cuốn hồi ký của mình, trong thời gian này, Đại tá Cattery thực hành những trận chiến đấu mạnh mẽ có tính thăm dò xung quanh Điện Biên Phủ. Ở khắp nơi, quân Pháp đều vấp phải những đơn vị bộ đội vững vàng và phòng ngự rất giỏi của địch. Chúng ta bị thiệt hại khá nặng nề. Rõ ràng là vòng vây chung quanh tập đoàn cứ điểm không hề bị dạn nứt. Tướng Jus muốn phát hiện những nơi đóng quân của đối phương và chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo cuộc hành quân Caster, tức là đón đoàn quân từ Lai Châu rút xuống rời bỏ pháo đài cuối cùng của Pháp ở vùng Thượng Du. Vì biết chứ không thể nào đương đầu nổi với các sư đoàn 308 và sư đoàn 316 của Việt Minh. Cuộc hành quân rút khỏi Lai Châu được mang tên mật là cuộc hành quân Polax. Điều rủi ro là các sư đoàn Việt Nam có thể ngăn chặn cuộc rút quân từ Lai Châu về Điện Biên Phủ. Để hạn chế mối nguy hiểm này, Trung tá Ander Trần Cát, chỉ huy binh đoàn tác chiến Tây Bắc đã nhận được chỉ thị phân chia số binh lính đóng ở Lai Châu làm ba bộ phận để rút lui. Giai đoạn 3 của cuộc hành quân đã biến thành một cuộc chạy trốn hỗn loạn. Quân đội nhân dân Việt Nam đã có mặt ở Lai Châu còn sớm hơn dự đoán của Pháp. Lính chặn hậu của Pháp bị bộ đội chủ lực của sư đoàn 316 đuổi đánh quyết liệt. Lính người Thái trang bị kém, thường chỉ được dùng vào việc biệt kích phá hoại, không quen với chiến đấu chính quy đã bị đánh tàn tác. Những tốp lính Thái đi chân đất chạy trốn, không còn lương thực, đạn dược. Sáng 10 tháng 12 năm 1953, 200 lính Thái này do trung sĩ Blanc chỉ huy bị vây chặt ở mường Pồn, là một bản nhỏ cách Điện Biên Phủ 18 km trên đường TAVE từ Điện Biên Phủ đi Lai Châu và bị tiêu diệt toàn bộ sau 36 giờ chống cự. Tiểu đoàn dù Lê Dương tới chi viện bị phục kích, bộ đội Việt Nam áp sát đánh giáp lá cà bằng lưỡi lê và lựu đạn, khiến các máy bay B26 Invader đến để ném bom chi viện, ném bom chúng cả quân Pháp lẫn bộ đội Việt Minh. Đại đội 2 thuộc tiểu đoàn Dù Lê Dương là đơn vị thương vong nặng nhất trong cuộc hành quân, 11 người bị chết, khoảng 30 người bị thương và bị bắt. Nếu so sánh với cánh quân lính Thái từ Lai Châu rút về và lính Dù Lê Dương có nhiệm vụ đi đón thì thiệt hại của đơn vị Dù Lê Dương vẫn còn nhẹ. Khi rời khỏi Lai Châu ngày 8 tháng 12, toàn bộ các đại đội lính Thái có tổng cộng 2 linh một người trong đó có 3 sĩ quan, 34 hạt sĩ quan người Pháp khi những binh lính sống sót cuối cùng đến được Điện Biên Phủ ngày 20 tháng 12, chỉ còn lại có một sĩ quan là Trung úy An Pát, 9 hạ sĩ quan và 175 lính Thái. Những chiến sĩ đặc công và bộ đội địa phương của quân đội nhân dân Việt Nam còn tổ chức đánh tập kích, tiêu hao lực lượng không quân Pháp tại các sân bay lớn như Gia Lâm, Cát Bi. Đêm ngày 31 tháng 1 năm 1954, bốn chiếc đầu Glass C-47 Sky trên bị đặc công Việt Nam đặt thuốc nổ phá hủy hoặc đánh hỏng nặng ở sân bay Đồ Sơn. Đêm ngày 5 tháng 3 năm 1954, 16 chiến sĩ đặc công Việt Nam lại tổ chức đánh tập kích sân bay Gia Lâm, đạt thuốc nổ phá hủy hoặc làm hỏng nặng 10 máy bay của Pháp. Trong đó có hai chiếc Boeing 307, 5 chiếc Douglas C-47 Skytrain một chiếc Bristol Fighter, hai chiếc DHC-2 Beezer. Đêm ngày 7 tháng 3 năm 1954, sân bay Cát Bi bị tấn công, một chiếc máy bay ném bom B26 Invader và 6 chiếc Crikke bị phá hủy. Tổng cộng có 78 máy bay Pháp bị phá hủy hoặc bị đánh hỏng nặng trong các vụ tấn công kiểu như thế này. Tuy thế, giới chỉ huy Pháp vẫn rất tự tin vào chiến thắng. Bộ trưởng Quốc phòng Ren Pleven đã báo cáo với chính phủ Pháp sau chuyến đi thị sát tình hình Đông Dương, tôi không tìm được bất cứ ai tỏ ra nghi ngờ về tính vững chắc của tập đoàn cứ điểm. Nhiều người còn mong ước cuộc tiến công của Việt Minh về phía quân đội nhân dân việt nam công tác chính trị ngay trước trận đánh được triển khai một cách sâu rộng cán bộ chiến sĩ được phổ biến chỗ mạnh chỗ yếu của pháp những điều kiện tất thắng của mình ý nghĩa to lớn của chiến dịch thấm tới từng người tiêu diệt tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của địch đập tan kế hoạch nava đánh bại âm mưu kéo dài chiến tranh xâm lược của đế quốc pháp và mỹ mở ra một cục diện mới cho kháng chiến tổng quân ủy gửi thư hiệu triệu toàn thể cán bộ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ Trung ương Đảng đã trao. Nhân ngày kỷ niệm thành lập quân đội nhân dân 22 tháng 12 năm 1953, Hồ Chủ tịch đã trao cho mỗi đại đoàn, mỗi quân khu một lá cờ quyết chiến, quyết thắng làm giải thưởng luân lưu. Các tri bộ đều mở hội nghị xác định thái độ đảng viên, kêu gọi đảng viên dẫn đầu trong chiến đấu, cắm bằng được lá cờ trên nóc sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm. Lá cờ quyết chiến quyết thắng đã trở thành một biểu tượng trong cả chiến dịch, trong mỗi trận đánh. Ngày 11 tháng 3 năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới các chiến sĩ. Các chú sắp ra trận. Nhiệm vụ các chú lần này rất to lớn, khó khăn nhưng rất vinh quang. Bác tin chắc rằng các chú sẽ phát huy thắng lợi vừa qua, quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới. Chúc các chú thắng to. Cùng ngày, lệnh động viên toàn thể cán bộ, chiến sĩ mở cuộc tiến công vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên phủ đã được gửi tới các đơn vị chiến dịch điện biên phủ sắp bắt đầu đây là chiến dịch công kiên quy mô lớn nhất trong lịch sử quân đội ta đánh thắng ở điện biên phủ chúng ta sẽ phá tan kế hoạch nava giáng một đòn trí tử vào âm mưu mở rộng chiến tranh của bọn đế quốc pháp mỹ chiến dịch thắng lợi sẽ có ảnh hưởng vang dội trong nước và ngoài nước sẽ là một cống hiến xứng đáng vào phong trào hòa bình thế giới đòi chấm dứt chiến tranh ở việt miên lào giờ ra trận đã đến tất cả các cán bộ và chiến sĩ tất cả các đơn vị Tất cả các binh chủng hãy dũng cảm tiến lên, thi đua lập công, giật lá cực quyết chiến quyết thắng của Hồ Chủ tịch. Chiến dịch diễn ra trong 55 ngày đêm nhưng các trận đánh không diễn ra liên tục vì quân đội nhân dân Việt Nam có khó khăn trong hậu cần nên không thể tiến công liên tục mà chia thành các đợt tiến công. Sau mỗi đợt lại tổ chức lại quân số, bổ sung hậu cần. Những diễn biến của đợt 1 Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3, quân đội nhân dân Việt Nam tiêu diệt phân khu Bắc của Tập đoàn Cứ Điểm. Các đơn vị được bố trí như sau, Đại đoàn 312, Thiếu Trung đoàn 165, Tiến công tiêu diệt Trung tâm đề kháng him Lam, Trung đoàn 165 và Trung đoàn 88, Đại đoàn 308, Tiêu diệt Trung tâm đề kháng Đồi Độc Lập, Trung đoàn 36, Tiêu diệt Trung tâm đề kháng Bản Kéo, Trung đoàn 57, Đại đoàn 304, Kiểm chế pháo binh đối phương ở Hồng Cúm. Để bảo đảm nguyên tắc trận đầu phải thắng, tham mưu đã bố trí một lực lượng mạnh hơn quân Pháp gấp 3 lần. Nếu kể cả lực lượng dự phòng thì gấp 5 lần. Có kế hoạch phòng pháo, phòng không, chống phản kích, dự kiến các tình huống cơ bản và cách xử lý trong quá trình diễn biến chiến đấu đã được soạn và thực hành kỹ lưỡng. Công tác kiểm tra được thực hiện tỉ mỉ. Trận Him Lam Lúc 15 giờ ngày 13 tháng 3, các đơn vị của Đại đoàn 312 bắt đầu xuất phát tiến ra trận địa ở đồi Him Lam lúc 17 giờ 5 phút chiều ngày 13 tháng 3 năm 1954, trận đánh bắt đầu. 40 khẩu pháo, sơn pháo 75 ly và liệu pháo 105 ly và súng cối, các cỡ 60 ly, 82 ly, 120 ly của Việt Nam đồng loạt khai hòa, bắn cấp tập vào cụm cứ điểm Him Lam. Một viên đạn pháo 105 ly rơi trúng sở chỉ huy Him Lam, giết chết thiếu tá chỉ huy trưởng Paul P. cùng với ba sĩ quan khác và cả chiếc điện đài. Him Lam mất liên lạc với Mường Thanh ngay từ đầu trận đánh. Một kho xăng bốc cháy sau khi lãnh hai quả đạn cối 82 ly của Việt Nam. Các trận địa pháo của Pháp ở Him Lam bị tê liệt hoàn toàn ngay từ đầu. 12 khẩu trọng pháo và súng cối của Pháp ở Him Lam bị đạn pháo và súng cối của Việt Nam đánh hỏng. Đường dây điện thoại từ phân khu trung tâm tới cứ điểm Him Lam bị cắt đứt. Nhiều hầm, hào, công sự sụp đổ. 18 máy bay Pháp đang đậu trên sân bay bị đạn pháo 105 ly và đạn cối 120 ly của Việt Nam phá hủy. Trong đó có 3 chiếc đầu glass C-47 Skytrain, một chiếc C-119, một chiếc C-46, 7 chiếc Krekke. Chỉ riêng trong trận mở màn thì pháo binh Việt Minh đã bắn hết 2.000 viên đạn pháo, cùng với hàng nghìn viên đạn súng cối. Sau hơn 4 tiếng đồng hồ bắn pháo liên tục và dữ dội, thì lính bộ binh của quân đội nhân dân Việt Nam sung phong tấn công như vũ báo vào cụm cứ điểm Him Lam. Sau hơn 3 giờ đồng hồ tấn công, lính của đại đoàn 312 đã xóa sổ tập đoàn cứ điểm Him Lam. Đến 23 giờ 30 phút đêm hôm đó, đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn đã báo cáo tới Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Đại đoàn 312 đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt trung tâm đề kháng Him Lam, xóa sổ hoàn toàn tiểu đoàn 3 trên 13 EDBLE, thu giữ toàn bộ vũ khí, trang bị. Ngày hôm sau, đại đoàn 312 cho phép một xe Jeep và một xe cứu thương kiểu Mỹ không mang theo vũ khí của Pháp chạy từ Mường Thanh lên Him Lam để thu lượng thương binh và xác lính Pháp. Trong trận đánh này, bộ đội Việt Nam tiêu diệt hoặc làm bị hơn 300 lính Pháp và bắt sống khoảng 200 lính, thu giữ được rất nhiều vũ khí, đạn dược. Ngày 14 tháng 3 năm 1954, đại đội pháo cao xạ 815, trung đoàn pháo cao xạ 367 bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay trinh sát Moran. Đây là chiếc máy bay đầu tiên của Pháp bị pháo cao xạ bắn rơi tại địa biên phủ. Đại đội 815 được Ban Chỉ huy Trung đoàn tặng cờ lập công đầu và được Bộ Tổng Tư lệnh Thưởng Huân chương Quân công hạng 3. Trận đồi độc lập Lúc 14 giờ 45 phút ngày 14 tháng 3, tướng Kony đáp ứng yêu cầu của các tờ là tăng cường ngay cho Điện Biên Phủ một tiểu đoàn dù để duy trì số lượng của tập đoàn cứ điểm như trước khi nổ ra trận đánh 12 tiểu đoàn bộ binh. Những chiếc C-47 Dakota liều lĩnh vượt qua lưới lửa do pháo phòng không tầm thấp của bộ đội Việt Minh bắn lên bay thấp thu ngắn thời gian tiếp đất của những chiếc dù, vội vã ném xuống 16 lính dù của tiểu đoàn 5E do đại úy Ander là chỉ huy. Trong khi đó, phía quân đội nhân dân Việt Nam cũng triển khai bước tiếp theo. Nhiệm vụ tiến công đội độc lập, Pháp gọi là Gabriel, được giao cho Trung đoàn 165, Đại đoàn 312 và Trung đoàn 88, Đại đoàn 308, dưới quyền chỉ huy của Đại đoàn trưởng Đại đoàn 308 Vương Thừa Vũ. Trung đoàn 165 đảm nhiệm mũi chủ yếu đột phá từ hướng Đông Nam, đánh dọc theo chiều dài của cứ điểm. Trung đoàn 88 phụ trách mũi thứ yếu, đột phá từ hướng Đông Bắc, đồng thời mở một mũi vu hồi ở hướng Tây và bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chặn viện từ Mừng Thanh Gia. Lúc 3 giờ 30 phút ngày 15, chỉ huy trưởng trận đánh hạ lệnh tiến công. Cả liệu pháo và sơn pháo lúc này lại lên tiếng. Lúc 4 giờ sáng, chỉ huy trưởng cứ điểm Gabriel là thiếu tá Roland báo cáo tình hình bằng điện đài và được chỉ huy tập đoàn cứ điểm De Cattery, hứa sẽ yểm trợ pháo tối đa, kể cả pháo 155 ly, và sẽ có phản kích nhanh chóng bằng bộ binh và chiến xa. Không lâu sau đó, một trái đại bác rơi trúng hầm chỉ huy cứ điểm Gabriel. McKenem may mắn thoát chết nhưng thiếu tá Edward K. Người đang nhận bàn giao thay thế McKenem chỉ huy cứ điểm bị thương nặng. Đến 6 giờ 30 phút sáng ngày 15 quân đội nhân dân Việt Nam cắm cơ quyết chiến quyết thắng lỗ chỗ vết đạn trên đỉnh đồi độc lập. Tiểu đoàn 5 trên 7 RTA bị xóa sổ, cả ca, mấy nem và những sĩ quan, binh lính sống sót đều bị bắt làn tù binh. Quân Pháp mở cuộc phản công dưới sự chỉ huy của Trung tá Pierre Lang chỉ huy trưởng phân khu trung tâm thay cho Trung tá Jus Gấu Trợt tử trận, huy động hai tiểu đoàn dù 8 EBPC và 5 EBPVN, tổng cộng 1.000 lính cùng 5 xe tăng nhưng đang tiến quân thì bị liệu pháo 105 ly, cùng với súng cối 82 ly và 120 ly của bộ đội Việt Minh nã cập tấp, chúng đội hình nên bị đẩy lùi. Cũng sáng hôm đó, Trung tá Sắc Li Phi Nốt, chỉ huy pháo binh cứ điểm, sau hai đêm không thực hiện được lời hứa phá hủy các họng pháo của Việt Minh, đã tự sát trong hầm của mình bằng một trái lựu đạn. Jean Paul viết trong hồi ký, Trung tá đã dành chọn một đêm, 13 tháng 3, quan sát hỏa lực dần dần bị đối phương phản pháo chính xác một cách kinh khủng vào trận địa pháo của ông. Hai khẩu pháo 105 ly bị quét sạch cùng pháo thủ, một khẩu 155 ly bị loại khỏi vòng chiến đấu. Trung tá Ander Trần Cát, chỉ huy phân khu Bắc, bạn thân của Phi kể lại sau trận đồi độc lập. Phi khóc và nói, tôi đã mất hết danh dự. Tôi đã bảo đảm với các và tổng chỉ huy sẽ không để pháo binh địch giành vai trò quyết định và bây giờ chúng ta sẽ thua trận tôi đi thôi. Trận bản kéo Sáng ngày 17, đồn bản kéo xôn xao vì có tin Việt Minh sắp tiến công. Buổi trưa, từng đám binh lính dân tộc Thái của Đèo Văn Long kéo tới gặp viên đại úy đồn trưởng, nêu hai yêu sách. Một, phải phát hết khẩu phần lương thực. Hai, giải tán đồn cho binh lính về quê hương làm ăn. Đại úy Clark Embre, kinh hoàng điện cho Mường Thanh. Chúng tôi buộc phải bỏ vị trí rút về khu trung tâm đây. Và Clark Embre mở cổng đồn, ra lệnh cho binh lính theo mình về sân bay. Nhưng binh lính không còn nghe theo lời chỉ huy, ảo ảo chạy về phía khu rừng. Clark Emberley vội gọi điện về Mường Thanh, yêu cầu cho pháo bắn chặn đường rút chạy của binh sĩ Thái. Nhưng cũng không ngăn cản được. Trung đoàn 36 chiếm gọn bản kéo mà không tốn một viên đạn. Thừa thắng sông lên, trung đoàn 36 tiến thẳng vào bản kéo và chiếm gọn luôn cả các ngọn đồi ở phía bắc sân bay. Kết quả đợt một của chiến dịch chỉ sau 5 ngày chiến đấu, cánh cửa phía bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên phủ đã mở toang. Lực lượng phản kích Pháp không thể giành lại những vị trí đã mất. Đặc biệt chỗ dựa của tập đoàn cứ điểm là sân bay đã bị pháo 105 và cối 120 của Việt Minh uy hiếp nghiêm trọng. Ngày 20 tháng 3 năm 1954, Tổng tham mưu trưởng Pháp Ilie được phái sang Mỹ cầu viện. Ilie phát biểu công khai, Pháp không thể thắng được với phương tiện hiện có trong tay và yêu cầu Mỹ tăng cường giúp đỡ vũ khí đặc biệt là máy bay ném bom B-26 và nếu cần thì can thiệp bằng không quân. Ngay từ những ngày đầu, từ ngày 23 tháng 3, pháo binh của Việt Nam đã loại bỏ khả năng cất, hạ cánh của sân bay Mường Thanh và Hồng Cúm. Từ đó trở đi các máy bay Pháp chỉ còn tiếp tế được cho tập đoàn cứ điểm bằng cách thả dù. Điều này cho thấy cầu hàng không mà Bộ Chỉ huy Pháp đặt nhiều kỳ vọng, thực tế là rất yếu ớt trước cách đánh áp sát, đánh giáp lá cả bằng lựu đạn và lưỡi lê của đối phương. Nói riêng về đạn pháo, trong cả quá trình chiến đấu tại Điện Biên Phủ, quân Pháp đã bắn hết hơn 110.000 quả đạn liệu pháo cỡ 105 ly trở lên. Trong khi đó, quân đội nhân dân Việt Nam đã bắn 17.500 quả 105 ly. Trong số này có khoảng 5.000 quả là thu được từ dù tiếp tế của đối phương. 11.700 quả đạn khác là chiến lợi phẩm từ chiến dịch biên giới năm 1950. Mới chưa hết 3 ngày chiến đấu, quân Pháp ở Điện Biên Phủ đã tiêu thụ một số lượng đạn dược khổng lồ. 12.600 viên đại bắc 105 ly, ly 10.000 viên đạn cuối 120 ly, 3.000 viên đạn trọng pháo 155 ly, chiếm gần nửa số lượng đạn dự trữ. Thế nhưng, Cây đắng thay, 11 khẩu súng cối cỡ 120 ly bị phá hủy hoàn toàn và 4 khẩu đại bác cỡ 105 ly và 155 ly bị hỏng hóc quá nhiều, cần phải được thay thế và sửa chữa ngay. Trong khi đó, những khẩu pháo và súng cối của pháo binh việt minh vẫn chưa có dấu hiệu bị hư hại gì cả nhưng con nhím điện biên phủ lúc này không chỉ cần có đạn dược và lương thực pháp cần vận chuyển cho binh đoàn đồn trú những thứ tối cần thiết không thể thả bằng dù và di tản số thương binh đã làm cho những căn hầm cứu chữa dưới lòng đất bên bờ sông nậm rốm trở nên ngột ngạt nhưng do chiến hào của quân đội nhân dân việt nam đã vào gần đặc biệt là sự tiếp cận của súng máy phòng không những cuộc hạ cánh ban đêm trở nên hết sức khó khăn súng máy phòng không 12,7 ly và pháo cao xạ 37 ly của bộ đội Việt Minh đã trở thành nỗi kinh hoàng đối với những viên phi công Pháp và Mỹ, các loại máy bay chiến đấu và vận tải. Kể cả pháo đài bay B-26 của Hoa Kỳ liên tiếp bị bắn rơi trên bầu trời Điện Biên Phủ. Ngay từ những ngày đầu của đợt một quân Pháp đã nhận ra những tính toán ban đầu của họ là quá sai lầm, dẫn tới các điểm yếu chết người và tương lai thất bại rõ ràng, nhưng họ vẫn tăng cường cầm cự Điện Biên Phủ đến mức tối đa vì hy vọng khi mùa mưa đến sẽ làm quân đội nhân dân Việt Nam không thể giải quyết vấn đề hậu cần và phải bỏ cuộc, Điện Biên Phủ sẽ tránh được việc phải đầu hàng. Sau đó khi mùa mưa không giúp được, bộ chỉ huy Pháp hy vọng cầm cự càng lâu càng tốt để hội nghị Geneva sẽ nhóm họp vào đầu tháng 5, sẽ có ngừng bắn trước khi tập đoàn cứ điểm sụp đổ. Nhưng hy vọng này cũng không có được, Điện Biên Phủ đầu hàng một ngày trước khi nhóm họp hội nghị Geneva về vấn đề Đông Dương. Tổng kết đợt 1 quân đội nhân dân Việt Nam đã tiêu diệt hoàn toàn 2 tiểu đoàn Pháp tinh nhuệ, một tiểu đoàn và 3 đại đội quân Pháp bị bắt. Tổng cộng 2.000 lính đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, 12 máy bay bị bắn rơi. Báo cáo kết luận tại hội nghị sơ kết đợt một chiến dịch đã kết luận phải tiếp tục nắm vững phương châm và chủ trương tác chiến, tích cực hoàn thành nhiệm vụ của giai đoạn 2 giây. Phần tiếp theo những diễn biến của giai đoạn 2 chiến dịch.